Ăn sáng không Khánh ơi? Khánh ơi, ăn sáng không? Dậy ăn sáng không? 7 rưỡi rồi. Ừ, anh ăn tầng 1 mà. Em chơi nhá. Ok. Ok, sáng. Chào buổi sáng anh em nhá. Dậy đi ăn sáng này. Ôi, trời lại thế. Đi ăn sáng anh ơi. Ok anh. Tức đã sáng anh em ạ. Ui, sáng trời lạnh thế nhở. Sau một đêm uống thuốc và ngủ thì tôi cảm thấy khỏe hơn anh em ạ. Khỏe hơn một chút. Bây giờ phải đi ăn sáng. Sáng nay có một cái cuộc hẹn với Messi Lào. Em đi gặp Messi Lào để phỏng vấn. Hy vọng là sẽ có được một cuộc phỏng vấn hay. Thế lâu lắm anh ngủ rất ngon nhất là xa nhà. Anh không hiểu tại sao này. Chắc là thứ nhất anh ngủ cả không, uống bia là cũng ngon nữa. Chắc cả ngày ngủ đó. Anh ngủ từ lúc 11 giờ là anh đi ngủ. Anh phải ngủ, anh bảo anh ngủ. Nhưng ngủ ngon nhỉ. Anh ngủ cảm giác sâu giấc mà anh không nghĩ nó lại anh biết anh dậy lúc bây giờ 6 giờ sáng và anh tưởng anh phải ngủ từ em dậy tầm đấy. Anh phải nghĩ em ngủ đến được tầm 8 giờ 9 giờ thì anh ngủ rất sâu lắm. Thời tiết đây kìa. Thời tiết đây nó thoải mái. Ở bây giờ anh em sẽ nhưng mà phòng anh vẫn bị có tí điều hòa không tắt, điều khiển hòa nó bị làm sao em đã không tắt được. Ờ 23 độ thì mình phải nhảy lên mình bấm, anh bấm các kiểu không được. Anh em vào lấy đồ cho anh phẹ đi. Đi, đây bọn tôi sẽ vào ăn sáng anh em nhé. Trước làm clip đi hành trình anh em comment nhiều quá, bảo anh em phải làm tiếp cho nó đam mê anh ạ. Cảm ơn anh em đã ủng hộ bọn tôi trên hành trình này. Chắc là mọi người ở đây này, ngồi bàn 4 này. Tôi vào lấy đồ đã. Đây, có những cái món gì? Ra làm tour guide đi, ra làm tour guide đi. Đây, mở món đầu tiên đi. Cơm rang thổ cẩm. Trông giống xôi nhỉ. Rau. Hết rồi. Đến muộn anh em hết rồi. Cháo thịt heo. Mở ra đây. Cháo thịt lợn. Cháo thịt heo. Bánh mì. Đồ kiểu Tây các bạn ạ. Bánh mì. Đây là phở hay sao ấy? Nước đồ đây, phở đây. Mì với cả thịt lợn. Nhưng mà mì kiểu mì tàu đúng không? Chắc là kiểu mì tàu. Ừ. Kiểu mì Văn Thắn đấy nhỉ? Đây là một cái ốp, đây ở đây nó bán cái ốp la này. Trứng khuấy này. Trứng khuấy. Trứng rán này, mấy cái này đi ở đâu cũng có rồi. Thì xem người ta làm một món mì như nào. Trông có vẻ mì tàu lắm. Chụp ảnh ạ, chuột bạch à, thử bát. Ừ, cứ gọi một bát một bát mì đi. Không hốc chắc phải hốc trứng nhỉ. Ở đây hơi ít one bowl of mì. Bacon, cheese bacon, xúc xích và bacon. Rồi, tôi sẽ quyết định ăn một món bánh mì cho nó chắc dạ. Bánh mì và phết với cả mứt mèo xong rồi là trứng ốp la. Đấy. Xong rồi làm một bát phở nữa chẳng hạn. Đẹp trai. Mày tả đi từ nãy giờ trước khi mày ăn này mày ăn cái gì rồi? Em mới ăn một bát mì thôi. Mà bát mì đấy chán miệng lắm nào. Đây, mì đây. Bọn tôi ăn xong thấy no vậy thằng này. Bát mì tí hon mà. Xong rồi bây giờ ăn hai đĩa trứng. Hai đĩa trứng với cả đây một cơ số ăn này chắc chưa chẳng ăn được cơm đâu. Mày bê bao cân à? Chưa ăn được cơm em. Không ăn được. 103 bao nhiêu cân? Ôi, rồi nhưng người quay em 103 103 cân đúng không? Suy dinh dưỡng hôm nay, suy dinh dưỡng thiệt đúng không? Tôi ăn mồ mày ăn đi. 103 cân đồng công nhá. Không, đây là thực đơn còn chưa lót dạ đấy, chưa ăn chính đâu. Chuyển sang rồi. Cái khách sạn này đúng hay không ạ? Vì chín được kém rồi.
thằng này nó ăn như này không có một cái quán nào nó chứa nổi. Có một cái đặc điểm là ở bên Lào này tìm quán ăn sáng cực khó luôn. Là... đi công tác hỏi nhá. Thằng này cho đi Thái Ninh thì hai thằng này chắc đánh sập quán. Anh vi phạm vào công an nhân dân. Xong bữa sáng là bọn tôi sẽ sẵn sàng di chuyển ra chỗ Paramakham, Parasachang. Anh em chúng tôi đang di chuyển đến gặp Messi Lào ông ạ. Hồi nãy bọn tôi phải nói tiếng linh tinh bởi vì bọn tôi không muốn ai biết bọn tôi đi gặp Messi Lào. Chung là những cái đề tài mà mình mang chất là bọn tôi tự liên hệ, bọn tôi nó cũng muốn là nó hơi độc quyền một chút đấy, anh em mình cứ phải thẳng thắn với nhau là như thế. Khi mà các bạn xem một clip này cũng là lúc mà cái clip Messi Lào của chúng tôi lên sóng rất lâu rồi. Anh em đi ekip không ngậu không? Đấy, toàn các anh em đầy đủ các ekip luôn, đạo diễn hình ảnh, đạo diễn âm thanh, ánh sáng. Đấy, chưa kể còn một quả tài dữ rồi luôn này. Lái xe riêng luôn. Còn tôi chỉ chờ bác ông anh này thôi. Ông anh ngày hôm qua nhận được quả một. Tôi nói thật với các bạn, hôm qua tôi rất tiếc là hôm qua ông ấy nhìn đang đi đường, ông nhìn thấy một tờ 100 kíp, 100.000 kíp Thái, à kíp Lào mà không quay được. Ông ấy đang đi ông dừng lại. Thế xong rồi là mấy anh em bảo con mẹ thằng này đang đi sợ dừng lại, hóa ra bố ấy lùi, bố ấy bảo tiên bị ăn xuống nhặt thằng kia luôn. Hôm qua không 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 mình cũng tinh nhở, mà tối trời tối chứ phải không rồi. Anh nhìn luôn thấy tiền rồi đấy. Qua không nhìn hết tiền đâu anh, tới chỗ. Vãi trưởng. Tiền. Này ông đi bọn tôi, ông ấy đỏ đấy. Ông ơi. 3, 4. À, đây có một câu nói thật, tôi thật với các ông này nữa. Riêng dòng này thì tôi rất thích bởi vì là bọn tôi sẽ về đặt chỉ tiêu về tốc độ thì không ai bằng ông này luôn. Ông này tất cả các đèn đỏ ông không chờ một ông ấy bị mù màu, nó thật là không phải như thế. Tức là đây là ông ấy bảo là màu xanh là màu đỏ, màu đỏ là màu xanh và màu xanh vẫn thì là màu xanh. Tất cả là màu xanh hết. Đấy. Vậy nói chung anh em đi làm phải có những cái thứ trải nghiệm vui vẻ như này anh em ạ. Ở Lào thì nó cũng nhiều khi nó cũng dễ dàng mà. Đặc biệt là từ hôm tôi sang đây thì tôi cũng rất ít thấy công an. Một lần gặp công an giao thông đứng ở đường thôi, nhưng ở trong nó không ngặt nghèo quá. Khác hơn ở Việt Nam. Ok nhá, anh em bây giờ đi gặp Messi Lào xem tình hình ông em sau một vài năm không gặp xem là bây giờ gầy béo thế nào. Ngày xưa mình nhớ là nhuộm tóc vàng đấy. Bây giờ là hình như tóc đen rồi anh nhỉ? Tóc đen rồi. Một bài đi không ạ? Uy tín mà. Bạn như tôi uy tín chứ nhỉ? Tôi bảo uy tín. Sao? Okay. Đây là cái khách sạn mà đội tuyển Lào được ở các bạn nhá. Nói chung là hoành tráng, landmark, cảm giác như ở đây ai cũng biết đấy. Ông này không cần bản đồ luôn. Rồi. Khách sạn đội tuyển Lào. Đội tuyển Lào ạ. Tôi đã hẹn Messi Lào Vong Chia Kham ở đây rồi. Thì bọn tôi sẽ bên này. Bể bơi. Đấy ra chỗ giữa anh ạ. Đây hiện tại thì bọn tôi chắc là sẽ tìm một cái khu vực ở đây để bọn tôi phỏng vấn. Không, ở đây thì sẽ lấy được góc background chỗ này đẹp hơn. Ngồi ở đây này, background đây đẹp hơn. Chứ bây giờ mình mà ngồi ở góc kia thì em chỉ lấy cột không thôi. Mình ngồi chung ở dưới kia chỉ lấy cột không thôi. Ngồi ở đây thì đẹp nhất. Ngồi đây đẹp nhất luôn. Ngồi đây thì background đằng sau là cả đấy, cả bể bơi, cả chỗ mấy cái bánh xe kia trông đẹp. Đấy em xếp thử vào xem nhé.
Ngồi đây. Đấy. Anh em ngồi đây. Anh em ngồi đây. Đây. Bách qua nó sẽ ăn đúng đẹp luôn. Đấy. Nó sẽ hết nước chấm luôn. Ok nhá anh em nhá, bây giờ tôi sẽ chụp cái ảnh. Tôi sẽ gửi cho bên cho ông bạn Messi. Anh đây. Không có thầy nhờ bảo anh liên hệ. Anh em thấy bọn tôi setup quả này được không? Đây, anh Tú sẽ ngồi đây. Tôi sẽ đóng giả là Vông Trinh Khang. Thì đằng sau của tôi là hai chú voi. Đây là đất nước Triệu Voi. Đấy, bể bơi này. Rồi là có rất nhiều những cái ghế ngồi để tâm tình ở khu kia. Khu này là khu mình nghĩ chắc là đây là những cái phòng VIP nhất rồi. Khu căn hộ. Hướng bể bơi, hướng bể bơi thì đây là những cái phòng VIP nhất rồi. Đấy thì bọn tôi sẽ setup một quả góc như này. Cơ bản là như thế. Thế mà Vông Trinh Khang mà nó có trả lời mà nó không đúng ý ấy, thì bọn tôi dậy xuống đây luôn. Tôi cho xuống đây bơi luôn. À, anh em chờ tí cho Vông Trinh Khang đã đây. Cho anh em xem tin nhắn tí cho uy tín nhá. À, tôi với Vông Trinh Khang trao đổi nhau hơi đam mê luôn. À, tôi đang ở đây rồi. Tôi sụp luôn. Xong mình ok đội bảo 15 phút nữa. Vẫn ok. Đấy. Ok nhá. Chắc 10 phút nữa thôi. Vừa từ đấy giờ là 15 phút. Chào độc giả bóng đá. Tôi ngày mai rất vinh dự được ngồi cạnh. Lúc ấy là ba anh hiện lên rồi. Ba tên là vinh dự được ngồi cạnh nào. Đi bò. À hoàn là du xa rồi nào. And how about you? It's hard to connect because I have his Facebook and Instagram, but it's hard to connect with him. Yes, that's why I want to ask you or maybe talk with Billy about the Vietnam media. Want to interview because in Vietnam is not a real interview with Billy when Billy play for Lao team. Billy just maybe 10 or 15 minutes right here. Mm-hmm. Okay? Yo, ask for me, please. Come here? Okay. Giới thiệu đi. À, tức là mình đang muốn nhờ cái bạn này liên hệ với bảo Billy. Cái Kevin Phone ấy, bạn mà đổi áo Cung Phượng năm 2021 ấy. Bạn này là cán bộ truyền thông. Bạn này cán bộ truyền thông. Thì muốn nhờ bạn này là kết nối vì mình cũng giới thiệu là mình cũng ở Việt Nam chưa có một buổi phỏng vấn đích thực nào với Billy cả. Và dù đã rất cố gắng liên hệ với Billy qua Facebook hay là Instagram, nhưng mà bạn Billy chắc là bạn ấy cũng có nhiều fan hâm mộ. Đây à? Đây rồi. Mình... Đây đúng không? Đây rồi. Đây rồi. Messi Lào đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Bổ đi. Đây chắc là vừa đi tắm hay để bơi về. Messi. Messi Lào. Hello. Anh em mình ra bắt chuyện cho nó. Somebody, xin chào. Long time no see you. How are you? Thì my friend, my crew. Vông Trinh Khang. Vông Trinh Khang, đi tú from the bóng đá plus. Yeah. From the Vietnam Football Federation. Yeah. We come from Vietnam Football Federation. Yeah. And we want to photographer, cameraman. Okay. Lâu lắm mới gặp ông bạn này. Remember last year we talked on YouTube as you use noodle. Okay, sit down right here. Okay, bây giờ thì lấy cái mic ra cho anh. Mic em cầm đâu. Champagne when the weather is warm and the days are long. It's summer.
Anh có chụp ảnh riêng không? Chụp nữa rồi. À đúng rồi. My friend want to have a gift for you from Vietnam, but he forget it. Sorry, I like so busy. Yeah, okay. Maybe next time can you come to Vietnam? Okay. Text for me on Facebook. I will, we can meet and eat something about Vietnam food. Okay. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. You have my friend. I have contact with you. But he don't have. Ý là muốn kết bạn Facebook đi. Facebook thì là chết, chết chốt đơn. Đấy, quay luôn. Nice. Chung là các bạn ạ, tôi rất quý cậu này vì cậu này rất nhiệt tình với anh em. Cậu này rất nhiệt tình với anh em và tôi tin là cậu ấy sau này sang Việt Nam có gặp vấn đề gì thì ít nhất là anh em bọn tôi sẽ hỗ trợ giúp đỡ. We want to tell mà mời đi ăn du lịch, đến du lịch, đến du lịch đi. Me, yeah. My friend, like you. If you go to Vietnam, connect with us. Okay, we can bring you go to the eat, yes, travel, yeah, yeah, somewhere. Yeah. Merci. You're welcome. Okay, okay, thank you so much. Thank you, thank you bro. Thank you. Thank you. Thank you. Rồi, bữa quay lên tốc xin. Có rồi. Xin Facebook anh đấy, Facebook anh đấy. Cái gì nhỉ? Hay quá. Bây giờ là không ấy đúng không? Vâng, không. Huấn viên không cho. Nếu mà thế thì chỉ mẹ tự phòng sức ảnh đây thì tầm đó thì một mỗi hai ba cái chỉ lên phòng rồi. Em bảo bây giờ cho đến buổi chiều đi vì em bảo nó rồi, là buổi chiều em nhờ nó xin huấn luyện viên rồi. Bên em thì bây giờ xin buổi chiều. Nếu mà được thì